Chào các bạn, hôm nay là tôi cùng các bạn đến thăm chợ Loen thuộc quận 5 Pra, thành phố Pra, nằm bên phường Sầm Mi Khốp, tại quảng trường An Gieo. Và một mà dân chúng đã đi mua sắm tấp nập, chuẩn bị quà lễ Giáng sinh. Người ta đi mua đồ tặng lễ Giáng sinh ngoài cái chợ. Chợ rất là đông. Đây là chợ. Ngay đầu cổng chợ ấy, là người ta bán các cái cành và cắm ở cái lễ Giáng sinh này. Đây là cái cành. Cái cành này là vậy, cành vàng, cành bạc. Cành vàng ấy, cành vàng. Treo trước cửa. Treo trước cửa Tết. Trước cửa nhà. Và đây là những cành xanh. Một là treo cái này, hai là treo cái cành thông. Cành thông. Đấy, đây là cành thông. Treo cành thông là đẹp. Đây là phong tục của ta. Giống như ở mình gọi là các cái cành vàng lá ngọc. Sắp lập. Vì nô nắng. Đầu cổng cũng là cái quầy bán rượu vàng lóng, hay còn gọi là vi lô lóng. Cái này uống, một là đi uống thơm. Đây là này, quầy bán đồ nến Tết. Bán đồ nến, quầy bán các cái đồ lưu niệm trang trí. Đồ lưu niệm. Bếp. Cái này nó mỏng. Các con giống thủy tinh. Các cái con giống, bán con giống đồ lưu niệm, con giống đồ thủy tinh. Bên này là bán đây, okay. Đá, nến, nến thơm đấy. Đây là bán tất, găng tay tất, dép. Muối biển cái muối để tắm đấy, muối để tắm, muối tắm. Đây, cái nến này, đây là nến thơm, các cái đồ xà phòng, xà phòng, xà phòng thơm đấy. Các cái đồ thơm, đồ nến thơm rồi. Gần mình đi mua, xếp hàng mua các cái đồ canh này. Cái cành treo cửa nữa là cái vòng thông. Đây là bán các cái đồ bánh, bánh mì. Bánh mì, bánh ngọt. Bánh Valoch. Các bánh ngọt đây này. Bánh truyền này, thống bánh người ta đây này. Tết. Các cái bánh ngọt truyền thống này. Này tượng trưng với cái ấy. Đây Valochka là bánh này là để ăn cái ngày Noel, ăn cái bánh này thì lên. Đấy, giống phong tục nhà mình coi như là Tết đến là làm mất các loại bánh kẹo ấy. Đây Valochka ngon bánh. Rất là nhiều nhá, nhiều bánh coi. Đây là các bán cái đồ mỹ ký, con giống trang trí lưu niệm. Súng bắn nhỉ? Súng đấy, mở bia, cái đồ mở bia, súng ống bật lửa, cái lê cái mũ này, các loại mũ len này quá, mũ len lạnh mà lạnh lắm. Bây giờ ngoài trời đang đây là biểu tượng đấy. Đấy, biểu tượng trước tiên thổi kèn lúc xe đèo. Rất là đẹp, nhộn nhịp.
người mua kẻ bán. Người nó bán cái cà phê, cà pháo, hột cá, pun, người pun, cái rum với cả ấy. Vì lô nóng đó. Vì lô lắm đấy, vàng lắm đó. Đấy, ngày xưa bà cụ còn sống là bà thích dùng cái vàng này lắm, sang là mình cứ mua vàng, vì vàng lắm này với cả thịt là ngon. Ui sa slip dobri den goto super ok super dobri den. Hai vợ chồng ơi, ông bà bán thịt lướng rất là vui tính. Sasalik. Sasalik này này. Đó, tiếng Sasalik. Đó, ngon lắm. Các bạn ở Nga là rất là thích cái món này. Các cái loại bánh. Thi nhau này các bánh. Các cái bánh Tết, phục vụ bánh Tết ngon. Nhiều. Đây là chủ yếu bánh Tết mấy cả đây. Đi lô lắm, Horka Riote. Các cái đồ trang trí này. Đó vậy. Các cái thảm đẹp thế. Đó, các cái đồ. Chơi. Cô chủ thì ngủ. Chắc là vắng khách, ít khách mua. Sáng dậy sớm. Vì vàng lắm nhiều thế. Những cái dịp này là chủ yếu vàng lắm này, phục vụ. Bánh sô cô chảy. Đây sô cô chảy. Sô cô chảy ngon không? Đây, đây là biểu tượng của ngon thế. Sô cô chảy, các đồ ăn vặt, salad. Đây này, rượu thuốc, chè, chè thơm, rượu thuốc, mix, các loại. Đây, đây là thơm này, đây sừng hiêu này này, các loại thuốc đấy. Nó cưa sừng hiêu, nhung hiêu đấy. Đây cái sừng to đấy. Sừng to là cưng người ta cắt ra đấy. Cắt ra đây này, cắt bán về thuốc đấy. 1.166 cô. Đắt không? Đấy. Là 1.166.000 tiền Việt Nam. Đấy. Nhà mình có mấy cái cây sừng loài đấy, cưa mà bán. Đấy. Người ta về lấu cao ấy mà. Cái này về lấu cao đấy. 546 một mảnh. Đây, cái sừng to này. Đây là cái gì đây? Thuốc. Cây thông, đấy, cái sừng to này. To rất là to. Đây là bán đồ salami, kielbasa, thịt. Đấy. Các loại ngon này. Cái thì ấy thì hay. Này. Thịt ngon lắm. Quá ngon. Rất là ngon. Quay lại. Được quá. Găng tay, các loại mũ lông. Lạnh. Lạnh rồi đúng rồi. Thực sự cái hàng này, nghĩa là cái quả này là quả gì? Quả thông. Quả salam này. Quả lô ba sa này ngon không? Đây là đặc sản nhé. Rất là ngon. Cái này bây giờ đây, salam cứng với cả kielbasa này là bây giờ là ở Việt Nam mình là các cái giới thượng lưu bắt đầu sử dụng cái này với cả uống bia. Và còn ngay có ai gây về phép Việt Nam là thường nên chú ý nhá, mua các cái loại này mang về ấy. Đây, nhất là cái loại salam cứng này.
Đấy, salam cứng đấy, mua cái loại này đây này. Rất ngon. Thịt phun khói. Phun khói với cả thịt salam cứng này uống bia ngon lắm. Giờ các cái giới thượng lưu ở nhà mình giờ sử dụng cái này. Thượng lưu là tí. Đấy, ở nhà mình là dùng cái salam này này, salam này ngon này. Đây là thịt, úi dồi, thịt quay ngon rồi. Đùi, đây là cái, đấy. Kalabasa, thịt quay ngon rồi. Đùi lợn. Đùi lợn. Rồi, salam nướng này. Quá thơm, rất là thơm. Tàu bà con xuống. Đây là cá này. Bên này. Các cái thứ. Đây là món cá. Phẩm từ cá. Cá này. Cá chép này. Cá này mới kiểu cá khô. Là cá khô này, cá này là Loen là hay dùng cá này. Hun khói à? Cá hun khói này. Cá này là uống bia ngon. Ngon không? Các loại sản phẩm từ cá. Sản phẩm cá nhé. Đây là quầy hải sản. Hun hun. Ngon. Đấy. Cái này về là chỉ việc uống bia thôi, bóc ra uống bia giống như đây này. Uống bia là market này, market la la là uống bia mới ngon. Đấy. Còn đây là cá đông lạnh. Đấy. Tết rồi, Loen là người ta chủ yếu là sử dụng các cái món ăn bằng như này. Tất tai của nó. Đấy. Tất lồng, tấm lồng này hết đấy. Đó, gì lê lông. Rồi, đây này. Cho ăn thử đấy. À, cái món này giống cái món dồi nhà mình nhá. Nhưng mà mình chỉ ấy qua cho nó nóng thôi. Người ta ăn ăn luôn. Nhưng mình mà về mà luộc nó bung hết. Ngon à. Cũng là dồi đấy. Cứ bảo Tây nó không ăn lầm dồi. Nhưng mà đây này, người ta dùng cái lầm này, người ta dồi nhồi này ăn ngon lắm. Rất là ngon. Gần tay. Kalabasa. Đây là cái ấy là nướng này. Đây nướng này, đây. Đây, pá rạch nướng. Mình gọi là pá rạch nướng. Pá rạch nướng, pá rạch trắng nướng ngon. Bếp nướng nhà ta hiện đại, nướng ngon à. Quay. Sống đây rất là đông vui. Đông vui. Chợ Tết thì khác. Đó, chợ chợ Tết có khác, đông vui nhộn nhịp. Tấp lập. Nhưng mà mình vẫn cứ khoái nhất là cái món Vilo hay là còn rượu vang nóng này. Thích nhất. Đấy. Ùn. Lợn, còn lợn là tí đấy. Lợn vàng nhé, đây có lợn vàng, lợn vàng, lợn vàng. Đấy, ta găng tay này. Đây là các cái món đồ chạm vào bàn bếp. Tất cả cái mũ này, găng tay này, tất này đều tượng trưng kiểu Noel. Hình ảnh của Noel. Người ta đều có những cái dệt theo các cái cây thông hoặc là các cái để cho biểu tượng cái ngày lễ Noel. Ngon. Cái đôi tất nó tí. Dày dày. Dày bé đẹp không? Đẹp. Dày nó tí như kiểu ông già Tết ấy. Dày ông già Tết rồi. Trẻ con nó mới tập đi thôi. Em bé nhà mình không nói được. Mùi thơm, 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 sướng nhất là cái Sparak, loại lắm này. Vậy là chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn chợ Noel
truyền thống của Praha được tổ chức tại quảng trường Angel. Các bạn các cái nơi khác đến đây đi lại rất là thuận lợi bằng các cái phương tiện công cộng, đi tàu gồm có các cái tàu như là tàu số 12, tàu số 4, tàu số 5, tàu số 15, tàu 16, tàu số 10, nói chung là rất nhiều tàu mà chúng ta lên là đi tàu số 21 thì về đây tàu phương tiện công cộng là tiện nhất, rất là nhiều tàu. Nếu mà không có đi tàu nổi thì các bạn lên đi tàu điện ngầm, đi tuyến B. Đấy. Rất là tốt. Chúng ta lên đi bằng phương tiện công cộng. Chứ còn đi ô tô thì đến đây các bạn, nơi khác đến đây đi tìm chỗ đỗ là rất là khó. Đấy. Đi vòng vào đây, tàu số 10. Rồi nhá. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo.